Sáng nay 22 tháng 2, Thường trực Ban Chỉ đạo Quy chế Dân chủ ở cơ sở tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận trong các cơ quan nhà nước năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nừng, trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị. Năm 2021, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, các ngành trong tỉnh An Giang tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần chấn chỉnh lề lối, phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, hướng đến gần dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu mở rộng dân chủ, làm chuyển biến quan trọng về phương thức lãnh đạo của đảng, điều hành của chính quyền và hoạt động của các đoàn thể. Các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị đã gắn công tác dân vận chính quyền với việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nội quy, quy chế cơ quan. Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, công khai hóa các hoạt động đã tạo sự đồng thuận, phát huy dân chủ trong nhân dân. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian qua đã góp phần hạn chế các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nâng cao uy tín của đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân, tạo không khí phấn khởi, động lực thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực xây dựng và chỉnh đốn đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nừng, trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế Dân chủ ở cơ sở nhấn mạnh, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng, là yếu tố then chốt, góp phần tạo sự đồng thuận và lòng tin của cán bộ, viên chức và người dân đối với đảng, nhà nước, cơ quan, đơn vị. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, tình hình hiện nay. Tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Lấy sự hài lòng, lòng tin của cán bộ và người dân làm cái tiêu chí để đánh giá hiệu quả của công tác quy chế dân chủ cơ sở. Đối với cán bộ thì trong cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể và các ngành làm như thế nào để nó dân chủ? Bây giờ chúng ta ngồi đây chúng ta mới đánh giá qua một năm như vậy ra soát lại. Bây giờ xem lại có mất đoàn kết hay không? Mà nếu nó mất đoàn kết thì dứt khoát là coi như là không bao giờ có dân chủ. Nơi nào mất đoàn kết rồi thì không có dân chủ đâu. Hai cái này là như hình với bóng mà. Trong cộng đồng dân cư, bây giờ có mấy cái thì chúng ta lưu ý. Bây giờ các quyền lợi chính sách có công bằng không? Bác Hồ nói là coi như là không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên. Chúng ta không sợ thiếu. Thiếu thì thiếu nhưng mà phải công bằng. Cũng không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên. Từ quy định của đảng, rồi chúng ta soi rọi là thực tế, chúng ta có cái chiêm nghiệm để có cái hành xử, mà mục đích cuối cùng là tạo được cái đồng thuận. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng nhiều mô hình hay, gương người tốt, việc tốt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng những tập thể cá nhân làm tốt, đồng thời phát hiện xử lý những hành vi vi phạm. Các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, viên chức tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, tồn tại, hạn chế, phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa đảng, chính quyền với nhân dân, làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, hăng hái thi đua lao động sản xuất. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, đóng góp vào thành tựu chung phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang ngày càng trong sạch, vững mạnh. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã tặng bằng khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, tặng bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước năm 2021.